Hello, chào mọi người đến với Công Nông TV nha. Hôm nay tiếp tục sản phẩm bên gara. Bên mình sẽ ra cho mọi người một chiếc dòng xe. Đây, trước mặt chúng ta đây. Xe Công Nông, xe vô lăng cầu đẩy, ben đề điện đầy đủ. Đã hoàn thiện nhưng mà chưa test thử nha mọi người. Giờ mình sẽ quay sơ qua cho mọi người tham khảo. Đây là dòng xe mình làm, đây là xe chắc chắn luôn mọi người. Tơi thì tơi lớn. Đây mọi người. Đây, chạy bằng tơi lớn. Chạy bằng sen. Cần cắt hai số. Đây. Có phần thiết kế rất là chắc chắn. Giữ tuột cáp luôn mọi người nhé. Đây, có lần sau. Khi mà anh em cắt tơi thì nó không tuột cáp, nó ra cáp. Nó giữ rất là chắc chắn. Cục lăn tại cắp từ chỗ gỗ thôi nhưng mà làm từng chi tiết cho anh em lên máy 30 nha. Lốp thì xài bằng lốp mâm 14 nha, mâm độ nha, 650 trừ 14. Đây mâm độ như vậy, cái mâm này là đặc quyền nên mình làm mâm độ rất là dày cho anh em. Còn cung khóa ở đây mình quay cho mọi người tham khảo. Cung khóa thì bên mình làm rất là chắc chắn luôn, cùng dáng ba ốc với lại khóa tan là khóa hết các cùng luôn nha, cả giằng lóc luôn nha. Đây là xe đang hoàn thiện. Còn nói về phần dây ga dây côn, bên mình làm rất là gọn nha mọi người. Đây, từ hệ thống dây ga dây côn dây e mình làm rất là gọn. Còn về phần dây điện chạy đề mình bao bọc lại hết tất cả nha mọi người. Cái này mình chưa sơn, cái nào mình sơn xong là mình bọc lại hết tất cả. Đấy. Còn dây hơi, dây trợ lực thì nó nói chung là cũng như anh em hay làm. Còn về bộ phận thiết kế, bên mình thiết kế rất là gọn gàng. Đấy. Về bộ phận ga này, ga với là thang hơi này, thang hơi bàn đạp rất là tiện lợi cho anh em. Bàn đạp giống như chẳng khác gì xe ô tô luôn mọi người nhé. Đây, đạp thắng rồi, gà bên này, thắng bên đấy. Tay phải, nằm cùng một chiều luôn nhé. Đạp rất là tiện. Về bộ phận thanh lái thì rất là gọn gàng nhé. Rất là tiện cho anh em. Còn về cóc ben thì làm rất là gọn cho anh em. Đây. Còn phanh tay thì nằm thiết kế bên hồng luôn nha mọi người. Khi mà anh em cắt thì khoa tay rất là tiện. Còn cóc bên đây cũng nằm bên hồng luôn. Thiết kế một chỗ luôn mọi người nhé. Còn cần số rất là tiện. Cái này phần vô lăng mình thiết kế bằng